Mình sang dẫn cho các bạn cách viết cái bộ xích này nhé. Các bạn nhìn cái bộ xích này sẽ được viết như nào, chúng ta sẽ cùng quan sát một chút. Bộ xích này về phần vị trí đường nó là bên tay trái và ý nghĩa là màu đỏ. Nó khác với cái bộ xích này nhé. Bộ xích này nghĩa là chỉ về chân trái các bạn nhé. Này. Này. Đấy, cho nên là Hán Việt nó có thể nó đồng, nó gọi là đồng âm, đúng không? Nó tức là nó cùng cách đọc. Tuy nhiên về phần ý nghĩa và về phần tượng hình của bộ thủ thì nó sẽ khác nhau các bạn nhé. Đây, các bạn lưu ý giúp mình. Là các bạn nhìn cái bộ xích này, chúng ta sẽ cùng viết nào. Vị trí nằm bên tay trái á. Như vậy là chúng ta sẽ viết một số các bộ thủ nằm bên tay trái này nha. Màu đỏ đúng không? Thì chúng ta sẽ viết. Đó này, bây giờ mình mới hiểu tại sao là con ngựa của Lữ Bố ngày xưa. Đấy, gọi là xích thố. Hóa ra là con ngựa màu đỏ. Phải nhẹ như này, phải dài hơn một xíu như này nhá. Sau đó một nét sổ móc nhẹ xuống phía dưới này, móc nhẹ lên này, chấm này. Và chấm ngắn phía bên này, phía bên tay phải này các bạn nhá. Đã tiến hành đo này. Rồi ok. Vị trí đứng và các nét đứng khá là chuẩn. Chúng ta thấy là cách viết chuẩn ở đây các bạn thấy là nó là được viết như nào ạ? Nó sẽ bao gồm một nét ngang ngắn sổ thẳng xuống dưới và một nét hất nhẹ lên, tại vì vị trí nằm phía bên tay trái mà, sổ phẩy giữa cái thằng sổ này cứ để nguyên như vậy. Và phía bên này chúng ta viết, đừng viết sổ móc thẳng với sổ mà chúng ta viết lệch ra một chút như này. Chấm ở giữa cái nét sổ phẩy này và nét chấm ngắn phía bên này. Chấm ngắn này chúng ta sẽ viết dính vào sổ móc. Tại vì tát nữa các bạn sẽ phải ghép một cái chữ Hán mà có được cái bộ thủ này. Vị trí phía bên tay trái ạ. Đấy, như này. Đấy. Đúng chưa? Sau chúng ta sẽ viết một bộ phía bên tay phải. Kéo chẽ như này nhá. Đây là chữ hức này. Xích này. Hách này, hách ví dụ như vị trí nằm tay trái này. Về phía bên tay phải chúng ta sẽ viết ví dụ chữ hách như này, có được cái bộ sắc. Bật móc nhẹ trên các bạn nhé. Quay cận cảnh thì các bạn thấy là cái bộ xích này cách viết của nó cũng đây, chúng ta thấy này, đây cái sổ móc này viết nó hơi lệch một tí các bạn nhé. Sổ móc này là điểm thấp nhất nhé, còn sổ phẩy này thì viết ngắn hơn một tí nhé. Trong trường hợp các bạn viết, nếu mà các bạn viết phẩy dài quá thì nó cũng sẽ hơi xấu và nó mất đi cái phần kết cấu của cái bộ thủ này. Cho nên các bạn cố gắng hết sức lưu ý giúp mình. Rồi, như vậy là tất tần tật về bộ xích nhà chúng ta đã tìm hiểu. Bộ này vị trí nằm tay trái. Bộ này thì thực ra thì nó là bộ thủ bao nhiêu nét? Nó là bộ thủ. Ở đây mình kiểm tra thì nó là bộ thủ gồm 7 nét. Bộ này nó nằm thứ 155. Bộ xích này nhá.